Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn có biết thế nào là đàn guitar? Guitar là nhạc cụ có dây. Thùng guitar thường có hình dạng phổ biến như số 8, gồm 3 bộ phận là thân, cần đàn và bàn phím chứa các phím nhấn. Ngay lúc này mời các bạn tham quan buổi chuẩn bị hàng số lượng lớn guitar về đại lý với anh khách từ Vũng Tàu tại showroom 347 Điện Biên Phủ. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Phía trong showroom là số lượng lớn đàn guitar đã được đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, đa dạng model của nhiều thương hiệu nổi tiếng đang được kinh doanh như Katai hay Takahama. Đa số đều thuộc dòng acoustic. Nhân viên bên mình đang khui một cây guitar trong hộp ra để thử đàn trực tiếp với khách. Thao tác lúc bạn lấy đàn ra chậm chậm tỉ mỉ, anh em có thể thấy cây guitar Katai được đựng trong bao đàn màu nâu, khóa kéo chắc chắn. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc guitar này và test đàn cùng anh khách nhé. Đa số các cây đàn acoustic trên thị trường hiện nay thì thân đàn thường bo cong, được làm bằng gỗ thông, màu sắc nâu gỗ tự nhiên, nâu sáng và nâu đậm quen thuộc với mọi người chơi. Đặc biệt ngay trong tháng 4 này, Minh Phụng Music đang có chương trình siêu sale cực hot, giảm giá toàn bộ từ 30 đến 50%. Các model guitar điện, guitar acoustic, guitar classic đang được đông đảo khách hàng yêu thích từ các thương hiệu khác nhau. Vậy là buổi mua số lượng lớn guitar về với đại lý tại Vũng Tàu của anh khách đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các loại nhạc cụ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.